Em xin chào tất cả cô chú quý anh chị ạ. Thì rất vui cho em khi được gặp lại cô chú quý anh chị á. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum để em gửi tới cô chú quý anh chị tham khảo một lô đất rẫy cà phê. Đấy. Thì lô đất này của em với tổng diện tích là 3 hecta full cà phê nhé quý anh chị. Đấy. Hiện tại lô đất này của em thì cách quốc lộ 14 là khoảng 3 km nhé quý anh chị. Đấy. Thì lô đất này thì có nhà, có điện, ao hồ, nước tưới thoải mái nhé quý anh chị. Đấy. Thì sau đây em xin phép quý anh chị, em sẽ chỉ ranh giới cụ thể cho quý anh chị cô bác để tham khảo nhé. Đấy. Thì lô đất này của em bắt đầu từ đây ạ. Đấy, ranh giới rõ ràng nha quý chị. Đấy, chạy thẳng lên trên trên đỉnh này quý anh chị. Đấy. Và thẳng theo đây. Đấy, khu vực ở trên này là một con đường nhá. Đấy, một con đường rộng 5 m nhá. Hiện tại thì đang đường đất, nhưng tương lai sẽ đổ bê tông nha quý anh chị. Đấy. Đường này là đường sản xuất nhá. Đường dân sinh. Đấy. Sau đó chạy thẳng xuống đây. Đấy, khu vực ở dưới này là khu vực ao hồ. Đấy. Nước tưới thì thoải mái quý anh chị. Đấy. Và tiếp tục ven theo khu vực này nhé. Đấy, lên trên đỉnh. Và vòng qua bên mé bên này. Xong là xuống. Đấy. Đấy. Thì chất đất của lô đất này em muốn gửi tới quý anh chị đây thì là đất đỏ nha quý anh chị. Đấy, rất phù hợp cho việc là trồng cây cà phê cũng như là một số loại cây ăn trái nhé quý anh chị. Mà hiện tại thì gia chủ của em là đang trồng trên đất là cây cà phê nhá. Đấy. Thì có xen vào đấy là 200 cây mắc ca. Đấy. Ca rất đẹp nha quý anh chị. Đấy. Em sẽ tiếp tục di chuyển xuống khu vực phía dưới. Đấy. Để gửi tới quý anh chị tham khảo. Đấy. Đây cà phê này. Cà phê rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đấy, em sẽ di chuyển qua khu vực bên này để em gửi tới quý anh chị ở khu vực ao hồ. Đấy. Máy tưới, đường ống thì sẵn nhé. Đấy. Đây khu vực khu vực này là khu vực ao hồ và máy tưới đường ống. Đây. Đây máy móc đầy đủ nha quý anh chị. Đây. Hồ thì diện tích lớn này. Đấy. Nước chảy quanh năm nha quý anh chị. Đấy. Đây phải nói là một lô đất rất đẹp nha. Đấy. Quý anh chị đầu tư vào đây thì chỉ việc vào là có nhà ở sẵn nhá. Đấy, rất phù hợp cho những cặp vợ chồng muốn đầu tư vào đây để làm kinh tế nhá. Đấy. Đây khu vực này thì có trên lô đất này thì gia chủ em cũng có dựng một số nhà để chăn nuôi này. Đây gia chủ em khu vực này là ngày xưa là có chăn nuôi bò nhá. Đấy. Em di chuyển lên đây để gửi tới quý anh chị khu vực này là khu vực sân phơi nhé. Đấy, sân phơi rất rộng này. Thì trên đất thì gia chủ em cũng có trồng xen một số cây ăn trái, ví dụ như là sầu riêng này, rồi là tiêu. Đấy. Đấy, khu vực sân phơi và nhà ở nhé quý anh chị. Đấy. Lô đất này của gia chủ em thì cách đường nhựa đường quốc lộ 14 là 3 km. Đấy. Hiện tại thì con đường dẫn vào lô đất này của gia chủ em thì là đường đất nhưng mà xe con vào tận rẫy nhé quý anh chị. Đấy. Quý anh chị cô bác muốn tham khảo hoặc đầu tư vào đây thì hãy liên hệ với em để em cung cấp thông tin đầy đủ cho quý anh chị cô bác xem được xem nhé. Đấy. Và cuối cùng thì em chào tất cả cô bác quý anh chị nhé.